Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Phước Sơn vừa ký công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện tập trung khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất, chủ động phòng chống thiên tai. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện làm tổng chỉ huy khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra, chỉ đạo các lực lượng thường xuyên tuần tra kiểm soát thông báo yêu cầu nhân dân tuyệt đối không đi vớt củi đánh bắt hải sản tại các khu vực sông suối ao hồ khi mưa lũ còn diễn biến phức tạp thời gian tới cảnh báo quản lý bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi xuất bến hoạt động trên biển trên sông sở tài nguyên và môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý vệ sinh môi trường dọn dẹp đường phố sở y tế chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan không để dịch bệnh bùng phát Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, khắc phục thiệt hại sạt lở các tuyến đường giao thông theo phân cấp quản lý, bảo đảm giao thông thông suốt. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khắc phục thiệt hại trong ngành nông nghiệp. Thành đoàn Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng thực hiện công tác dân vận giúp dân khắc phục thiệt hại, dọn dẹp vệ sinh môi trường sau thiên tai, hỗ trợ sơ tán di dời nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, tổ chức cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương.